Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận đối đầu đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng Chu Trang Bôi 2023. Bên đỏ Điện Tiên là danh thủ Tường Xuyên và người cầm bên đen là danh thủ Vương Thứ Nhất.吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃
吃。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 
吃。吃。吃。
吃。吃。Tới hình cờ trên, sau phần cờ cho quang mã xuống đáy thì bên đỏ đã phải buông cờ xin thua. Như vậy, kênh học của Tướng Lai vừa gửi tới các bạn phần đầu trên màn thi triển rất hay, đặc sắc đến từ danh thủ vương thứ nhất. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.